Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Xin gửi đến mọi người video phân tích về sơ đồ chuyển hóa canxi. Nhằm giải thích cho câu hỏi vì sao thiếu canxi lại gây ra sỏi thận, chứ không phải do thừa canxi như mọi người nhầm tưởng. Hay vì sao những người ăn chay lại bị mỡ máu, tiểu đường. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Cơ thể con người chúng ta lượng canxi được phân bổ như sau. 99% canxi nằm trong xương, răng, móng tay, móng chân. Chỉ có 1% canxi tập trung ở máu và các tổ chức phần mềm. Lượng canxi trong máu chỉ chiếm 1%, nhưng nó lại là một hằng số không đổi. Tức là thừa hay thiếu canxi trong máu đều sinh bệnh. Thiếu canxi trong máu sẽ sinh ra những bệnh gì? Do ăn uống hàng ngày không đủ, lượng canxi trong máu giảm xuống dưới 1%. Khi đó cơ thể con người sẽ sinh ra một hiện tượng, đó là chuột rút, tê tay, tê chân. Khi đó bộ não sẽ điều khiển tuyến giáp ở cổ. Tuyến này có vai trò tiết ra hormone, di chuyển canxi từ trong xương vào trong máu. Canxi trong xương chiếm đến 99% như một kho dự trữ, cho nên khi máu bị thiếu thì canxi được vận chuyển từ xương cho máu vay để làm sao cân bằng đủ 1%. Khi đó hết hiện tượng chuột rút, tê tay chân. Cho nên hiện tượng này chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, vài giây hoặc vài chục giây, thì lúc đó chúng ta không cần phải xoa bóp, chuột rút cũng tự hết. Quá trình vay này không phải diễn ra trong một ngày, hai ngày, mà nó diễn ra liên tục trong rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Do ăn uống hàng ngày của chúng ta không đáp ứng được đầy đủ lượng canxi trong máu, khi chúng ta bị thiếu canxi trong máu lâu ngày, thì quá trình di chuyển này cứ vay, vay mãi. Và trong quá trình này không chỉ vay tinh chất canxi để đi nuôi cơ thể, mà nó vay luôn cả những tạp chất ở trong xương. Trong xương có rất nhiều tạp chất, đặc biệt trong xương có mỡ. Cho nên chúng ta thấy nồi nước dùng của người bán phở ninh từ các loại xương thì váng mỡ nổi lên. Mỡ trong xương di chuyển vào máu, bám vào thành mạch máu, gây nên mỡ máu, xơ cứng, xơ vữa động mạch, cao huyết áp. Từ cao huyết áp dẫn đến tai biến, đột quỵ hay các nhóm bệnh về tim mạch. Khi máu thiếu canxi thì cơ thể tự điều tiết chuyển canxi từ xương sang máu, để lại rất nhiều hậu quả. Điều này giải thích tại sao những người gầy, những người ăn chay và cả những nhà sư đi xét nghiệm vẫn có thể bị mỡ máu, cho dù họ không phải ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ. Đó là quá trình di chuyển canxi khi cơ thể chúng ta bị thiếu canxi trong máu. Các cụ ta có câu, có vay, ắt có trả. Nhưng ăn uống không đủ thì lấy đâu mà trả. Cho nên đến một ngày quá trình điều tiết này diễn ra liên tục, làm cho tuyến giáp không vay đúng 1% nữa. Nó bị rối loạn. Vay dư thừa trên 1%. Vay lượng canxi từ trong xương vào máu nhiều hơn 1%. Như tôi vừa phân tích, thiếu canxi sinh bệnh, thừa canxi cũng sinh bệnh. Hiện tượng thừa canxi trong máu gây ra loạn nhịp tim, vã mồ hôi, nhức đầu. Những hiện tượng này cũng diễn ra trong một thời gian ngắn, tích tắc đối với nhiều người, bởi vì cơ thể chúng ta là một cỗ máy tự điều tiết. Lúc này tuyến giáp lại có một vai trò, đó là tiết ra hormone, chuyển canxi từ trong máu trả lại xương. Canxi trong xương là tinh chất, còn bây giờ canxi trong máu dư thừa này lẫn rất nhiều tạp chất, mà tạp chất không trả được vào xương nên nó di chuyển đến đầu khớp xương. Bởi đầu khớp xương là nơi rất nhiều mao mạch máu tập trung ở đây. Đây là lý do gây nên hàng loạt các căn bệnh về xương khớp như gai đôi cột sống, vôi hóa, viêm khớp. Rất nhiều người bị căn bệnh gai đôi, năm nay đi cắt, năm sau lại mọc gai. Vậy nên hôm nay chúng ta biết thêm thông tin, nguyên nhân sâu xa của gai xương chính là thiếu canxi. Thừa ở đây là thừa canxi tạp chất, chứ không phải cơ thể thừa canxi. Canxi tạp chất ở trong máu không chỉ di chuyển đến xương, nó sẽ di chuyển đến thận. Thận là cơ quan lọc máu, cho nên trong máu mà có tạp chất canxi thì nó lắng ở thận, gây nên sỏi thận. Nó trả về mật thì sinh ra sỏi mật. Trả về đường tiết niệu gây căn bệnh sỏi đường tiết niệu. Trả về gan gây ra mỡ gan. Trả về não gây ra chứng lú lẫn hay quên. Trả về tụy gây ra tiểu đường. Như vậy cơ thể chúng ta khi bị thiếu canxi trong máu, nó sinh ra hàng loạt các căn bệnh nguy hiểm mà hàng ngày chúng ta vẫn gặp. Quá trình vay canxi này liên tục khiến chúng ta bị loãng xương. Một số dấu hiệu thiếu hụt canxi đầu tiên đó là chuột rút, mất ngủ, loãng xương, răng yếu, đau cột sống. Vậy nếu đang có những dấu hiệu này, chúng ta hãy lưu tâm bổ sung ngay canxi từ bữa ăn và thực phẩm bổ sung. Hiện nay đang có loại canxi và vitamin D nhập khẩu châu Âu, được rất nhiều người tiêu dùng thông thái lựa chọn sử dụng hàng ngày. Sản phẩm có những ưu điểm, đó là nguồn gốc tự nhiên từ tảo biển.
giúp hấp thụ tối ưu, không nóng, không gây lắng cặn tạo sỏi. Thành phần hữu cơ đã được chứng nhận, có khả năng chuyển hóa tốt hơn, không chứa thành phần gây dị ứng và rất an toàn và tiện lợi. Cô chú, anh chị và các bạn có thể liên hệ người gửi hoặc đăng video này để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như các ưu đãi. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video. Chúc cô chú, anh chị và các bạn sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt và chúng ta sẽ lựa chọn được sản phẩm canxi phù hợp, chất lượng để có thể là bổ sung, chăm sóc cơ thể của chúng ta hàng ngày.